Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 242 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, trong đó có 174 công trình giếng khoan tập trung, 62 công trình cấp nước tự chảy và 6 loại hình công trình khác. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã phối hợp với các ngành và địa phương hoàn thành công tác bàn giao toàn bộ các công trình nước sạch về địa phương quản lý. Vốn kế hoạch năm 2015 cho chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là gần 2,3 tỷ đồng, chủ yếu để thanh toán cho các công trình đã hoàn thành, phân tích mẫu nước, quy hoạch nước sạch, truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tập trung đôn đốc việc lập danh mục các hạng mục dự án nhân rộng hợp phần vệ sinh môi trường nông thôn về nước sạch từ nguồn vốn World Bank.